Sau 2 tuần nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, vào ngày 17 tháng 2 tới đây, gần 2 triệu học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ quay trở lại trường. Thông tin này do ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ngày 11 tháng 2 mới đây. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định hầu hết các trường đã sát trùng, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang để đón học sinh trở lại. Sở đang theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và tham khảo ý kiến ngành y tế để tham mưu thành phố Hồ Chí Minh lịch học trở lại. Trước khuyến cáo của Bộ Y tế là địa phương không có dịch hoặc dịch không phát triển thì học sinh có thể học trở lại, nên đầu tuần sau các em ở thành phố trở lại trường là phù hợp. Bởi các trường đã chuẩn bị kỹ, bản thân học sinh cũng đã tiếp cận nhiều thông tin về phòng chống dịch, ông Hiếu cho biết. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến, sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ dịch bệnh virus corona kéo dài, dự kiến ngày thi vào lớp 10 và lớp 6 ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi so với các năm trước. Cụ thể, nếu Bộ điều chỉnh khung thời gian kết thúc năm học sang tháng 6 thay vì kết thúc vào ngày 31 tháng 5 như thường lệ và kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 6 cũng có thể điều chỉnh và thành phố sẽ có thay đổi tương ứng về thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp. Như vậy là sau 2 lần thông báo lùi lịch nhập học, học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu nhập học lại từ ngày 17 tháng 2. Các địa phương khác cũng đang bàn bạc thảo luận để đưa ra quyết định có nhập học hay không sao cho phù hợp với tình hình địa phương của mình. Cũng liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 2 này, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải sống trong tâm trạng lo lắng để ứng phó với việc chiều cường. Dự báo trận chiều cường đầu tiên của năm 2020 sẽ xảy ra ở mức khá cao. Dự báo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh, thì diễn biến của đợt chiều cường năm 2020 này có thể sẽ dâng lên khá cao và vượt mức báo động 3. Trước tình hình chiều cường dâng cao như vậy, họ đã đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành đề xuất những phương án ứng phó và phòng chống với loại giặc ngập úng này. Ở những khu vực thấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh như Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 12, Hóc Môn nên thường xuyên thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng về diễn biến cũng như ngày, giờ mà đỉnh chiều cường xuất hiện. Như vậy, mọi người sinh sống ở các khu vực này có thể chủ động ứng phó và không bị bỡ ngỡ trước tình trạng ngập úng do mưa lớn gây ra. Trước diễn biến thất thường của dịch bệnh do virus corona gây ra, thêm vào đó là thông tin về trận chiều cường đầu tiên của năm 2020 vượt mức báo động 3, nhiều người tỏ ra khá quan ngại cho việc di chuyển. Ai cũng để lại ý kiến muốn đề xuất được làm việc ở nhà, không cần đến công ty để vừa có thể tránh được dịch bệnh coronavirus mà còn không sợ đi ngoài đường trong tình trạng ngập úng nặng. Bên cạnh việc điều động các cơ quan chức năng lên phương án để phòng chống ngập úng nặng do trận chiều cường đầu tiên của năm 2020 gây ra, các đơn vị thi công công trình cần cắm các biển hiệu cảnh báo và bố trí thêm lực lượng để hướng dẫn mọi người trong khi di chuyển trên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng với tổ thanh niên xung phong cũng sẽ phối hợp và điều tiết giao thông ở các khu vực bị ngập nặng do chiều cường gây ra. Tình hình chiều cường dâng cao sẽ gây khó khăn trong đi lại cho người dân. Quý vị nên có những phương án đi lại cần thiết để tránh gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nhé.